những cây bonsai này có thể bay lơ lửng và quay tròn trên không trung như vậy. Sở dĩ nó là do hoạt động nguyên lý của điện từ trường. Ở đây chúng ta có một thiết bị như các bạn đang thấy là gồm hai phần, phần nam châm bên trên và phần hệ thống nam châm bên dưới. Thì nó nôm na là nó là hai cái cục nam châm ngược chiều đẩy nhau. Tuy nhiên để mà nó có thể duy trì được trạng thái cân bằng và xoay tròn thì nó đòi hỏi kết hợp với các cái hệ thống bảng mạch linh kiện điện tử như con chip IC và cộng đồng để nó làm nhiệm vụ duy trì cái sự thăng bằng và quay lơ lửng của cây. Về ý nghĩa phong thủy của bộ eo bonsai này thì đầu tiên, một đặc điểm đầu tiên là gương cầu lồi giúp xua đi tà khí trong nhà cho gia chủ. Thứ hai là cây bonsai có thể quay lơ lửng suốt ngày thì nó sẽ cân bằng sinh khí trong nhà. Thứ ba là các cái màu sắc của đế nó sẽ phù hợp với nhiều mệnh của từng người. Kim mộc thủy hỏa thổ. Cụ thể như những cái đế màu gỗ này thì nó phù hợp với mệnh mộc. Cái màu trắng này thì phù hợp với mệnh kim. Hay màu nâu này phù hợp với mệnh thổ.